Huyền thoại Roy Keane của Man United đã có những phát ngôn cứng rắn đối với đàn em David De Gea. Theo đó, Keane cho rằng De Gea sẽ không thể giữ được vị trí của anh sau trận đấu với Southampton. Tôi không thể chấp nhận màn trình diễn của David De Gea trong suốt thời gian qua. Cậu ấy có được những bản hợp đồng dài hạn, mức đãi ngộ tốt nhưng De Gea luôn mắc sai lầm và khiến Man United mất nhiều điểm số. Và trước khi bước vào video, hãy nhấp vào link đăng ký trở thành hội viên của kênh được đặt dưới phần mô tả để có thể được nhận những ưu đãi hấp dẫn nhất nhé. Thủ môn được coi là một vị trí đặc biệt nhất trên sân bóng. Nếu như các đồng đội vẫn có cơ hội sửa chữa sai lầm của mình, thì với thủ môn, chỉ một lỗi nhỏ cũng khiến cho cả đội bóng phải trả giá bằng một bàn thua. Vì thế hãy cùng theo dõi lại những pha xử lý lỗi rất ngớ ngẩn và không kém phần hài hước của các thủ môn nhé. Trong danh sách các thủ môn xuất sắc nhất thế giới hiện tại, chúng ta không thể không nhắc tới cái tên Thibaut Courtois. Sở hữu chiều cao ấn tượng cùng phản xạ cực nhanh giúp thủ thành người Bỉ trở nên cực kỳ chắc chắn trong khung gỗ. Thế nhưng khả năng chơi chân của anh thì vẫn luôn là một điểm hạn chế lớn. Trước sự áp sát của De Zuba, cựu ngôi sao của Chelsea vẫn rất chần chừ và truyền thẳng bóng vào chân đối phương. Dĩ nhiên tiền đạo tuyển Nga không thể bỏ lỡ món quà này từ phía Courtois. Đối với thủ môn, những quyết định băng ra khỏi khung thành đều phải rất chính xác. Nếu không, đó hoàn toàn có thể là một pha bóng thảm họa. Và anh chàng thủ môn trong tình huống này cũng không tránh khỏi quy luật đó. Do phán đoán sai lực đi của trái bóng, nên pha băng lên của thủ thành Freiburg đã biến anh trở thành một gã hề trên sân. Tình huống xử lý cũng không kém phần lóng ngóng sau đó của thủ môn này đã giúp cho tiền đạo Hamburg dễ dàng đệm bóng vào lưới trống. Anh chàng thủ môn trong tình huống này xứng đáng đạt danh hiệu là cầu thủ lơ đễnh nhất của năm. Từ đường truyền về không có gì nguy hiểm của đồng đội, thủ thành này lại có pha đỡ bước một dở tệ. Không biết vì lý do gì mà cầu thủ mang áo số 17 lại không dừng bóng, làm cho bóng từ từ trôi qua chân của mình rồi lăn vào lưới. Biểu cảm của huấn luyện viên bên ngoài đường biết có lẽ cũng chính là cảm xúc của rất nhiều khán giả khi chứng kiến pha xử lý này.
say when they see me pouring some wine? Oh, then gets empty again. Better fill it up before I go. 'Cause I'm loving it, feeling it, touch me and being it, see what I see. I'm typical, messing around with it, mix it up. Trong bóng đá, tự tin là điều cực kỳ cần thiết. Thế nhưng đối với các thủ môn thì việc tự tin thái quá rất có thể sẽ phải trả giá đắt. Đối mặt với tiền đạo đối phương, thủ thành mang áo số 32 này không chọn cách phá bóng lên trên. Thay vào đó, anh quyết định thực hiện một động tác giả để qua người. Đáng tiếc, thủ môn này đã không đánh lừa được cầu thủ đội bạn, để rồi phải vào lưới nhặt bóng một cách rất ngớ ngẩn. Tưởng chừng như pha xử lý này của thủ môn Hertha Berlin sẽ cực kỳ ấn tượng khi anh băng ra ngoài vòng cấm để đánh đầu phá bóng. Thế nhưng cầu thủ đối phương thì lại không nghĩ như vậy. Cú đánh đầu của thủ thành này đưa bóng đến đúng tầm chân của đội bạn. Cầu thủ này ngay lập tức tung cú sút về phía khung thành đang bỏ trống và điền tên mình lên bảng tỷ số. Một bàn thắng đẹp mắt nhưng không kém phần may mắn khi có sự trợ giúp bất đắc dĩ của thủ môn đối phương. Đã có rất nhiều bàn thắng ma trên thế giới được ghi theo phong cách này. Ngay sau khi thủ môn vừa ném bóng xuống sân để chuẩn bị chuyền lên trên thì điều bất ngờ đã xảy ra. Một tiền đạo đối phương đã chạy từ phía sau khung thành và nhanh chóng cướp được trái bóng. Pha bóng quá nhanh khiến thủ môn này không kịp phản ứng và phải chịu kết cục vào lưới nhặt bóng. How does it feel to breathe when you're dead? They've never seen you out of your bed. Cut to the bone, it's broken up. How sad. How does it feel to breathe when you're dead? They've never. Bàn thua này phần lớn từ lỗi của thủ môn thay vì cú dứt điểm khá tốt trước đó. Thay vì đẩy bóng sang trái, thủ thành này lại có pha xử lý lỗi khiến bóng bật trở lại vào giữa gôn. Chính điều này đã tạo điều kiện cho cầu thủ đối phương có cơ hội dứt điểm vào lưới trống. Không thể phủ nhận lực đi của cú sút là rất căng, nhưng tình huống bay người cản phá của thủ môn này là không thực sự chuẩn xác và trực tiếp dẫn đến bàn thua của đội nhà. Thế giới bóng đá đã từng chứng kiến nhiều bàn thắng được ghi từ những cú phát bóng của thủ môn và tình huống này là một ví dụ như vậy. Sau pha phát bóng rất mạnh lên trên, bóng đã chạm đất một nhịp trước khi bay vào lưới. Nguyên nhân là do thủ môn này đã thi đấu không tập trung và phán đoán sai điểm rơi của trái bóng. Nhưng chính pha xử lý lỗi này của anh đã giúp người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến của mình ghi được một bàn thắng có thể nói là để đời. We'll be right back.
Không biết là do quên mất luật bóng đá hay là thích tăng độ khó cho game mà thủ thành này có một pha xử lý cực kỳ khó hiểu. Sau khi đồng đội có pha đánh đầu chuyền bóng về, anh chàng này hoàn toàn có quyền bắt bóng bằng tay. Thế nhưng thủ môn lại quyết định dùng chân để đỡ bóng. Đáng nói, đây lại là pha khống chế bóng hụt hết sức ngớ ngẩn và để nó trôi qua chân trong gang tấc. Sau đó dù đã rất nỗ lực nhưng thủ thành này cũng không thể sửa chữa được sai lầm của mình. Chances, I don't care, I'm fine, I'm fencing brighter. Yeah, 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 homeboy, I'm telling you. Đối với các vị trí khác, một pha trượt chân chưa phải là một điều gì quá thảm họa. Thế nhưng đối với thủ môn, chỉ một cú trượt chân cũng có thể biếu không cho đối thủ một bàn thắng. Thủ thành của Hertha Berlin đã có pha phá bóng trượt khá tai hại khi trước mặt anh là hai tiền đạo đối phương. Dĩ nhiên anh đã phải trả giá cho lỗi lầm của mình khi cầu thủ bên phía Leipzig dễ dàng đệm bóng vào gôn trống. Chances, I don't care, I'm fine, I'm fencing brighter. Yeah, 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 homeboy, I'm telling you. Những pha tấu hài của các thủ môn vừa rồi cũng chính là một gia vị không thể thiếu trong đời sống bóng đá. Và điều này cũng mang lại cho người xem rất nhiều cảm xúc thú vị, phải không nào? Để xem thêm nhiều video thú vị như này nữa, hãy like, share và subscribe cho kênh. Đừng quên để lại bình luận về nội dung mà các bạn muốn chúng tôi làm tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.